Chào mừng các bạn trở lại với bản tin sáng của kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Hôm qua lại là một ngày thi đấu đầy sôi động nữa với sự góp mặt của đội tuyển Futsal và đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng điểm qua kết quả cũng như diễn biến liên quan ấy trước khi cùng hướng đến trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam vào tối nay. Không để mọi người chờ lâu thêm, hãy cùng đến ngay với mục tin nóng. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng lớn, Tuyết Dung lập siêu phẩm. Tiền đạo U23 Việt Nam bị đau, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận cuối. Đội tuyển Futsal Việt Nam thị uy sức mạnh trước Malaysia. U23 Thái Lan nhấn chìm U23 Campuchia gần như chắc suất vào bán kết. U23 Việt Nam lập kỷ lục cấp Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam chút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia. Với tư cách là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang có được tâm lý hưng phấn sau chiến thắng quả cảm cho đội tuyển Philippines. Lợi thế tâm lý đó cùng sự khác biệt về đẳng cấp đã giúp các cô gái kim cương của chúng ta dễ dàng đè bẹp đối thủ. Sự vượt trội được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện ngay từ những phút đầu ở trận đấu. Chúng ta chỉ mất có 6 phút để mở tỷ số, nhưng lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1. Phải đến hiệp thi đấu thứ hai, Tuyết Dung và các đồng đội mới thực sự bùng nổ. Trong đó số 7 của đội tuyển nữ Việt Nam để lại dấu ấn với một siêu phẩm sút phạt từ cự ly khoảng 30m. Sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tại Cẩm Phả đã được đền đáp xứng đáng với thắng lợi hủy diệt 7-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Campuchia. Có được chiến thắng, các cô gái kim cương của chúng ta đã bước vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Vào tối qua, bảng B của môn bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra những trận đấu thuộc lượt trận thứ tư. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của U23 Singapore tại vòng bảng môn bóng đá nam và họ buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Bin Nasir đã khởi đầu khá chậm chạp trước khả năng pressing tầm cao của Malaysia. Chính lối chơi tốc độ đó đã giúp Mãnh Hổ có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 do công của Lukman Hakim. Nhưng lợi thế đó chỉ có thể duy trì trong vòng 4 phút trước khi U23 Singapore gỡ hòa sau cú sút xa đẹp mắt của Bin Sahiran. Trong những phút còn lại, U23 Malaysia vẫn là những người nắm thế chủ động với một thế trận khá áp đảo. Nhưng trong một thế trận như vậy, U23 Singapore bất ngờ tìm được bàn thắng dẫn trước từ một tình huống cố định. Người lập công cho đội tuyển từ quốc đảo sư tử là Stewart với hai cú dứt điểm liên tiếp. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Maloney cũng đã tìm được bàn gỡ hòa nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Bin Aza. Không thể tự định đoạt được số phận, U23 Singapore đành trông chờ vào bất ngờ có thể xảy ra ở cặp đấu diễn ra vào lúc 19 giờ giữa U23 Thái Lan và U23 Campuchia. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá mạnh như vậy, thầy trò huấn luyện viên Honda còn chẳng giúp được mình nữa là tạo ra điều gì đó để U23 Singapore có thể hy vọng. Chỉ mất 4 phút sau khi bóng lăn, Voi Chiến đã có bàn mở tỷ số do công của Chonaphat. Đáng khen cho tinh thần thi đấu của U23 Campuchia sau khi nhận bàn thua, nhưng tinh thần là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt. U23 Thái Lan thoải mái lên bóng với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. 45 phút đầu tiên khép lại và thầy trò huấn luyện viên Polking đã dẫn trước tới 3 bàn. Trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng Voi Chiến đã ghi nốt 2 bàn còn lại để ấn định thắng lợi đậm đà với tỷ số 5-0. Quả là một ngày thi đấu tội nghiệp cho người Campuchia khi đội nam của họ thua đến 5 bàn, còn đội nữ cũng bị chủ nhà Việt Nam chút cơn mưa bàn thắng với 7 bàn không gỡ. Với kết quả này, U23 Malaysia và U23 Thái Lan đang là hai đội bóng dẫn đầu bảng. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Malaysia cần phải thắng Campuchia để duy trì vị thế này, trong khi U23 Thái Lan sẽ vượt qua Lào và mong chờ bất ngờ nào đó có thể xảy ra. Vừa qua, chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Myanmar không chỉ giúp U23 Việt Nam giành được 3 điểm quan trọng ở vòng bảng SEA Games 31, mà nó còn giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua chuỗi trận không thủng lưới kỷ lục của Thái Lan ở cấp độ U23. Cụ thể thì, Việt Nam bước vào SEA Games trên sân nhà với chuỗi 6 trận giữ sạch lưới, và sau 3 lượt trận vòng bảng, đoàn quân của ông Park kéo mạch trắng lưới này lên đến 9 trận. Sau khi thắng U23 Indonesia 3-0, hòa Philippines không đều và hạ Myanmar 1-0, xuyên suốt chuỗi 9 trận giữ sạch lưới ấy, Việt Nam ghi được 15 bàn. Trận thắng Myanmar tối 13 tháng 5 giúp Việt Nam lập kỷ lục ở Đông Nam Á khi trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới 9 trận liên tiếp ở cấp độ U23. Tại những giải đấu chính thức, kỷ lục cũ thuộc về Thái Lan giai đoạn 2013-2014 với chuỗi 8 trận giữ sạch lưới. Chuỗi trận của Thái Lan bắt đầu với tỷ số hòa không đều trước Campuchia ở vòng bảng SEA Games 2013 tại Myanmar, đến chiến thắng 2-0 trước Jordan tại tứ kết ASEAN 2014. Trong giai đoạn này, Thái Lan ghi 17 bàn, không thủng lưới 8 trận. Chuỗi sạch lưới của U23 Thái Lan ngày ấy dừng lại ở bán kết ASEAN 2014 khi họ thua Hàn Quốc 0-2 tại Incheon. Trong khi đó, U23 Việt Nam còn cơ hội nối dài thành tích trắng lưới kỷ lục của mình khi trong trận đấu cuối vòng bảng SEA Games chúng ta chỉ phải đối đầu với U23 Timor Leste. Hòa đáng tiếc ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Futsal Việt Nam chịu áp lực khá lớn khi đối đầu Malaysia ở lượt trận thứ hai. Nhưng thực tế thì không chỉ Việt Nam mà cả hai đội đều lộ rõ ý đồ tấn công của mình ngay đầu trận đấu. Bất ngờ đã đến chỉ sau 1 phút 30 giây khi Văn Vũ mắc sai sót trong phòng ngự và cầu thủ Malaysia tận dụng tốt sai sót để mở tỷ số. Dẫu vậy không phải buồn quá lâu, cũng chỉ sau đó đúng 10 giây Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa. Pivo Minh Trí là người ghi mình lên bảng tỷ số khiến trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sau bàn gỡ hòa, đội tuyển Futsal Việt Nam càng chơi càng hay và lấn lướt hoàn toàn đội khách. Chúng ta thậm chí ghi thêm 6 bàn thắng nữa trong phần còn lại của trận đấu để ấn định chiến thắng 7-1. Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi cùng điểm với Malaysia, nhưng hơn họ về hiệu số phụ. Tuy vậy, Thái Lan xếp ngay sau với chỉ một điểm ít hơn cùng một trận chưa đấu. Màn so tài của chúng ta với Thái Lan được coi như trận chung kết của giải. Chiều qua 14 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức thông báo chính thức về việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không đăng cai tổ chức giải bóng đá AFC Asian Cup 2023. Trước đó, trong cuộc họp hội đồng AFC tại Paris ở Pháp vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, Trung Quốc được xác định là nước chủ nhà đăng cai AFC Asian Cup 2023. Theo kế hoạch, 24 đội bóng sẽ tham gia thi đấu tại 10 thành phố thuộc Trung Quốc từ 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quốc gia này, AFC đã xác nhận Trung Quốc sẽ từ bỏ quyền đăng cai giải đấu. Trong thời gian vừa qua, nhằm chuẩn bị cho giải đấu, AFC đã làm việc chặt chẽ cùng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và ban tổ chức địa phương. Một số công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bao gồm biểu trưng của giải đấu và khánh thành sân vận động Pudong tại Thượng Hải vào năm ngoái. AFC đánh giá cao Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và ban tổ chức địa phương khi đưa ra các quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo lợi ích chung của giải đấu. Điều này cho phép AFC có thời gian để đánh giá các tình hình liên quan đến việc đăng cai giải đấu AFC Asian Cup 2023. AFC sẽ tiếp tục thảo luận cùng các đơn vị tài trợ và đối tác liên quan về các kế hoạch sắp tới và các chi tiết liên quan đến việc đăng cai giải đấu này. Chiến thắng trước U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào vòng bán kết với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng phải đánh đổi với không ít những cầu thủ áo đỏ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Trên mạng xã hội, Tiến Linh đã chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cùng Hoàng Đức và Văn Toản. Tuy nhiên, hai người đồng đội của anh để lại nhiều lo lắng với cánh tay được băng bó chặt với nước đá. Dù vậy, bộ ba này tạm thời khiến người hâm mộ yên tâm khi vẫn có thể ra sân và tập trung cùng các đồng đội trong buổi tập sáng ngày hôm qua. Tại buổi tập này, ông Park dành khá nhiều thời gian để căn dặn từng học trò. Văn Toản là một trong số những cầu thủ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc dặn dò khá nhiều sau màn trình diễn không đem đến nhiều sự yên tâm ở cuộc đối đầu với Myanmar. Ngoài ra, tiền vệ Hoàng Đức cũng được thầy Park có những nhắc nhở riêng. Ở trận đấu vừa qua, Hoàng Đức là người có key pass mở ra khoảng trống để Lê Văn Đô thoát xuống trước khi căng ngang để Hùng Dũng lập công. Cũng trong buổi tập này, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải ngồi ngoài với cái đầu gối phải chườm đá. Chân sút của Viettel đã chơi gần như trọn vẹn trận đấu với U23 Myanmar và chỉ rời sân ở những phút cuối vì chấn thương. Rất có thể Nhâm Mạnh Dũng đã bị căng cơ và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu cuối cùng. Dù vậy, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Văn Tùng sẽ là một gợi ý, hoặc có thể là tiền đạo Hồ Thanh Minh. Chân sút đến từ Huế vẫn chưa có trận đấu nào được xuất phát ngay từ đầu và rất có thể trận đấu với U23 Timor-Leste là cữ ruột để thầy Park có thể thử nghiệm những quân bài mới trên hàng công. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất của bản tin SEA Games ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và hãy nhấn subscribe để không bỏ lỡ một video nào trên kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.